Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phiêu lưu đến nước Mỹ, nơi những người nông dân đang dũng cảm chiến đấu chống lại hàng triệu con lợn rừng hoang dã, một mối đe dọa nghiêm trọng cho mùa màng và môi trường. Các bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi săn đầy kịch tính và hồi hộp này nhé. Hãy bình luận số 2 nếu các bạn đã sẵn sàng. Và bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình ngay thưa nào. Để có thể săn lợn rừng tại Mỹ, thợ săn cần trải qua nhiều bước chuẩn bị quan trọng. Họ phải sở hữu giấy phép săn bắn để đảm bảo hoạt động này diễn ra an toàn và bền vững. Chuẩn bị vũ khí phù hợp với điều kiện môi trường và tham gia các khóa huấn luyện chuyên nghiệp là điều không thể thiếu để nâng cao kỹ năng săn bắn. Không chỉ vậy, khả năng lắng nghe và theo dõi chính xác cũng là những yếu tố then chốt giúp họ săn bắn an toàn và hiệu quả. Mặc dù có nhiều người cho rằng các thợ săn là những người tàn nhẫn, nhưng thực tế lại khác. Theo các báo cáo tại Mỹ, ngô là loại nông sản đang bị lợn rừng phá hoại nhiều nhất, gây ra tổn thất ước tính khoảng 20% sản lượng mỗi năm. Điều này thực sự là một thách thức lớn đối với ngành nông nghiệp, gây ra tổn thất kinh tế ước tính lên đến hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Lợn rừng rất thích ẩn náu trong các cánh đồng ngô và chúng có mặt ở đó cả ngày lẫn đêm. Lợn rừng sống theo bầy đàn, mỗi bầy có thể lên đến 20 cá thể. Do đó, những thiệt hại do chúng gây ra trong ngành nông nghiệp là điều mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Từ một vị trí cao, chúng ta có thể dễ dàng quan sát được cảnh tượng lợn rừng đã phá hủy một phần cánh đồng ngô để tạo không gian sống cho chúng. Chúng không chỉ phá hủy cây ngô mà còn tiêu thụ hoàn toàn, khiến nông dân đau đầu tìm kiếm giải pháp để kiểm soát chúng. Sử dụng bẫy là một lựa chọn đơn giản và hiệu quả, giúp giảm bớt mệt nhọc cho nông dân trong việc theo dõi lợn rừng. Bẫy được thiết kế chắc chắn để có thể bắt nhiều lợn rừng trong một khoảng thời gian ngắn. Nông dân sẽ đặt mồi vào bẫy, thu hút lợn rừng vào trong bẫy và kích hoạt cửa bẫy nhanh chóng. Nếu bạn thấy phương pháp này là thú vị thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về lợn rừng. Ở Mỹ, lợn rừng thường có kích thước lớn, những cá thể trưởng thành có trọng lượng khoảng 200 kg, thậm chí có những con có trọng lượng lên đến 450 kg. Chúng là loài động vật ăn tạp với chế độ ăn uống đa dạng, bao gồm thực vật, động vật và thậm chí cả rác thải. Đặc biệt, sức mạnh của lợn rừng là không thể xem thường, chúng có khả năng áp đảo 3 người trưởng thành cùng một lúc. Sự có mặt của chúng không chỉ gây ra rủi ro an toàn cho con người mà còn gây ra tác động tiêu cực đến quần thể động vật hoang dã bản địa và thiệt hại kinh tế do mất mát các sản phẩm nông nghiệp. Điều này không chỉ là thách thức cho nông dân mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế lâu dài của họ. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao trong khi Mỹ đang nỗ lực giải quyết vấn đề lợn rừng vẫn có những người cung cấp thức ăn cho chúng không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về vấn đề này với chúng tôi nhé!
Ở Mỹ, nhất là tại Texas, bang có đa dạng động vật hoang dã và là điểm đến của nhiều cuộc săn bắn lợn rừng sôi động nhất. Việc quản lý chặt chẽ hoạt động săn bắn ở đây đã tạo nên một môi trường thuận lợi cho việc săn lợn rừng, thu hút đông đảo người tham gia, mang lại những trải nghiệm săn bắn hấp dẫn và thú vị. Các bạn có biết là nguyên nhân nào khiến lợn rừng xâm lấn không? Theo nhiều nghiên cứu, một trong những nguyên nhân đó là tốc độ sinh sản nhanh chóng của lợn rừng góp phần lớn vào việc xâm lấn này. Một con lợn rừng có thể sinh được khoảng từ 8 đến 12 con mỗi lứa và có thể sinh sản 2 hoặc 3 lứa mỗi năm tùy thuộc vào điều kiện môi trường. Ước tính hiện nay, Mỹ đang phải đối mặt với khoảng 6 triệu con lợn rừng, tạo ra những thách thức lớn trong quản lý và kiểm soát quần thể của chúng. Lợn rừng có khả năng thích nghi cao và chế độ ăn uống đa dạng. Đặc biệt, chúng không có nhiều kẻ thù tự nhiên, chúng trở thành những kẻ phá hoại mạnh mẽ đối với các trang trại và vườn cây. Tốc độ sinh sản nhanh và thiếu kẻ thù tự nhiên làm gia tăng khó khăn trong việc kiểm soát quần thể của chúng. Riêng ở Texas, ước tính có khoảng 2,6 triệu con lợn rừng gây ra thiệt hại cho nông nghiệp lên đến 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đặc biệt trong mùa gieo trồng, người dân thường tổ chức các chuyến săn lợn rừng nhằm giảm thiểu thiệt hại do chúng gây ra. Chính quyền bang Texas đã cho phép người dân săn bắn lợn rừng quanh năm miễn là họ có giấy phép và đảm bảo an toàn trong quá trình săn bắn. Lợn rừng không chỉ gây ra tác động kinh tế tiêu cực đối với nông nghiệp mà còn là lo ngại lớn về an toàn thực phẩm và sức khỏe của cộng đồng. Chúng thường mang theo nhiều loại virus và bệnh truyền nhiễm, có thể lây lan sang động vật hoang dã và cả con người thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc thực phẩm bị ô nhiễm. Vậy bạn nghĩ sao về ý tưởng thuần hóa lợn rừng thay vì săn bắt chúng để tăng thu nhập? Thuần hóa lợn rừng đang được xem xét như một giải pháp giúp giảm bớt tác động tiêu cực của chúng đối với nông nghiệp và môi trường. Mục tiêu của việc thuần hóa là tạo ra các giống lợn rừng mới được nuôi trong môi trường được kiểm soát chặt chẽ, giúp giảm thiểu sự phá hoại mà chúng gây ra trong tự nhiên. Giống lợn rừng thuần hóa có thể mang lại nhiều lợi ích kinh tế, bao gồm cải thiện chất lượng thịt, giảm nguy cơ lây truyền bệnh tật và tăng cường quản lý quần thể lợn rừng một cách bền vững. Thank you.
Theo thống kê năm 2023, ngành công nghiệp nuôi cá sấu toàn cầu đã vượt qua mốc giá trị 5 tỷ đô la Mỹ và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới. Tuy nhiên, săn bắt cá sấu quá mức vẫn là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều loài động vật hoang dã, bao gồm cả cá sấu. Florida có số lượng cá sấu hoang dã lớn nhất ở Mỹ với khoảng 1,3 triệu con. Cá sấu Mỹ là loài nổi tiếng với kích thước khổng lồ, có thể dài đến 4,5 mét và nặng đến 450 kg. Ở Florida, mùa săn cá sấu diễn ra từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm. Thời điểm này, cá sấu trưởng thành thường di chuyển nhiều hơn để tìm kiếm thức ăn. Việc này có thể giúp việc săn bắt dễ dàng hơn so với những thời điểm khác trong năm. Cá sấu Mỹ là loài động vật ăn thịt, chúng thường săn các loại mồi như cá, rùa, chim và động vật có vú. Chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Florida, giúp duy trì sự cân bằng hệ sinh thái đầm lầy. Để tham gia vào cuộc đi săn này, các thợ săn cần có giấy phép hợp lệ hoặc chứng chỉ phù hợp. Việc cấp phép được quản lý chặt chẽ bởi chính quyền địa phương nhằm duy trì cân bằng hệ sinh thái và quản lý bền vững các quần thể cá sấu. Nếu bạn thấy hoạt động săn bắt cá sấu này thú vị, hãy để lại số hay dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Khi màn đêm xuống, các thợ săn di chuyển qua các khu vực đầm lầy của Florida để săn cá sấu. Theo quy định của Ủy ban Bảo tồn cá và Động vật hoang dã Florida, việc săn bắt được phép từ 30 phút sau khi mặt trời lặn đến 30 phút trước khi mặt trời mọc. Tuy nhiên, một số khu vực nhất định có thể cho phép săn bắt vào ban ngày nếu thợ săn được cấp giấy phép đặc biệt. Thợ săn thường sử dụng đèn pin là công cụ hỗ trợ để săn cá sấu vào ban đêm. Ánh mắt của cá sấu phản chiếu ánh sáng màu đỏ khi đèn pin chiếu vào, giúp thợ săn dễ dàng phát hiện chúng trong bóng tối. Săn cá sấu không chỉ là hoạt động giải trí mà đây còn là hoạt động đã ăn sâu vào nền văn hóa của Florida. Hơn nữa, hoạt động này còn là giải pháp quan trọng để quản lý số lượng cá sấu hoang dã, đồng thời mang lại nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Săn cá sấu là một hoạt động mạo hiểm nhưng đầy kích thích, đòi hỏi cả kỹ năng lẫn sự can đảm. Trong số các kỹ năng săn bắt, việc dụ cá sấu bằng mồi vẫn được ưa chuộng nhất. Các thợ săn thường sử dụng các loại mồi mà cá sấu yêu thích, thường là thịt động vật hoặc gia cầm. Mồi sẽ được gắn vào một cái móc chắc chắn. Khi cá sấu cắn phải mồi, một cuộc vật lộn dữ dội bắt đầu. Lực kéo mạnh mẽ của cá sấu đòi hỏi các thợ săn phải có sức mạnh và kỹ năng tốt để an toàn kéo con vật lên tàu của họ. Dây thừng, móc và các công cụ phụ trợ là không thể thiếu trong việc chế ngự những con cá sấu hung dữ này. Cá sấu sau khi bắt được sẽ được những thợ săn xử lý thịt. Việc xử lý thịt cá sấu thường được thực hiện bằng phương pháp thủ công. Thợ săn chỉ sử dụng dao để thực hiện các công việc như lột da, file và tách xương cá sấu. Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp của họ trong việc xử lý loài vật to lớn này.
Các bạn cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào ạ? Hãy để lại bình luận bên phía dưới video nhé. Chúc các bạn sẽ có những phút giây thật là thư giãn trên kênh của chúng tôi. Bạn đã từng thưởng thức các món ăn được chế biến từ thịt cá sấu chưa? Nổi tiếng với độ nạc, thịt cá sấu giàu protein và ít chất béo là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu như selenium, kẽm và vitamin B12. So với thịt bò hoặc thịt lợn, thịt cá sấu có lượng chất béo thấp hơn nhiều, chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn. Loại thịt này phù hợp với nhiều kỹ thuật nấu ăn khác nhau như nướng, chiên và hầm. Bạn có muốn thưởng thức các món ăn hấp dẫn từ thịt cá sấu này không? Du khách đến Florida có thể thưởng thức nhiều món ăn được chế biến từ thịt cá sấu như cá sấu nướng, chả cá sấu, súp cá sấu, salad cá sấu và nhiều món ăn khác. Mỗi món ăn đều mang hương vị riêng biệt, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực độc đáo và đáng nhớ. Tại Florida, hình ảnh cá sấu được sử dụng rộng rãi trong các nhà hàng, quán bar, cửa hàng quà lưu niệm. Thưởng thức các món ăn từ thịt cá sấu không chỉ là trải nghiệm ẩm thực mà còn là cơ hội để du khách tìm hiểu về văn hóa và con người bản địa Florida. Tiếp tục, chúng ta hãy cùng nhau khám phá về quy trình xử lý da cá sấu nhé. Da cá sấu được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất các mặt hàng thời trang cao cấp như túi xách, ví, thắt lưng, giày và nhiều sản phẩm khác. Nổi tiếng với hoa văn đặc trưng, da cá sấu mang lại cho những sản phẩm này phong cách sang trọng và không lẫn vào đâu được. Nếu bạn đã từng sở hữu bất kỳ món đồ nào làm từ da cá sấu, vui lòng để lại số hay trong phần bình luận nhé! Sử dụng da cá sấu không chỉ toát lên vẻ sang trọng và tinh tế mà còn thể hiện tay nghề tỉ mỉ của người thợ thủ công. Các sản phẩm làm từ da cá sấu có độ bền nổi bật, đảm bảo sử dụng lâu dài mà không bị giảm chất lượng. Mỗi sản phẩm đến từ đồ da cá sấu không chỉ là biểu hiện của sự khéo léo và tinh tế, mà còn là kết quả của sự đầu tư tỉ mỉ trong quá trình sản xuất. Từ việc chọn lựa nguyên liệu chất lượng đến quá trình cắt may và hoàn thiện, mỗi bước đều được thợ thủ công lành nghề thực hiện với sự tỉ mỉ và khéo léo. Các bạn cảm thấy trải nghiệm săn bắt và chế biến các sản phẩm từ cá sấu này như thế nào? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video đến với những người bạn của mình nhé! Xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại! Chào mừng các bạn đến với giới thiệu độc đáo về đội ngũ sáng tạo tài năng của kênh chúng tôi. Hãy bắt đầu với biên kịch video đầy tâm huyết nên mang trong mình tình yêu bất tận với thế giới nông nghiệp. Cô không chỉ xuất sắc trong việc viết nên những câu chuyện ý nghĩa mà còn liên tục tìm hiểu các công nghệ công nghiệp mới mẻ và bền vững từ khắp nơi trên thế giới.
Tiếp theo là trái tim và linh hồn của đội ngũ chúng tôi, người chủ kênh kiêm chuyên gia chỉnh sửa video. Anh ấy không chỉ hết mình với công việc mỗi ngày, vượt qua giới hạn bản thân để mang đến những video tốt nhất cho khán giả, mà còn là ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt, luôn cháy sáng để thắp lên những trải nghiệm độc đáo và chất lượng cho khán giả của chúng tôi. Hy vọng trong hành trình sắp tới sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và những tình cảm yêu quý từ phía các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều.